Chuyến đi chơi đột xuất không nằm trong kế hoạch khiến Mai phải tức tốc đi ra giải cứu cho khu vườn, thu hoạch để đem tặng bạn bè. Không thì lúc đi cây còn tươi tốt, lúc về héo úa hết thì uổng lắm. Lại là một buổi chiều vắt chân lên cổ mà chạy của Mai. Hello, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Mai đang đứng ngoài khu vườn nhỏ của Mai nè. Đó, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng Mai đi ra vườn thu hoạch để đem tặng rau cho Linh với cây đà ha. Cả nhà ơi, nhìn nè, thật ra thì đúng là khu vườn nhỏ mà thành quả to là đúng đó, rất là nhiều rau luôn á. Trời ơi, bây giờ thì mời cả nhà đi ra đây cùng Mai hái rau. Ngày mai thì Linh với Chai Đà nó sẽ ăn lẩu á. Nhưng mà Mai thì không có đi được, vì ngày mai thì Mai đi New York với chồng Mai. Mai sẽ đi, chồng Mai đi tham dự một cái hội nghị ở đó, thì Mai cũng đi theo cho vui thôi. Mai sẽ đi chơi vòng vòng ha, trong thời gian chồng Mai đi tham dự hội nghị. Thì Mai sẽ bây giờ đi hái rau cho tụi nó đây cả nhà. Trời ơi, mấy cái cây xà lách này bây giờ nó lên bự quá rồi. Mai đem một cái giỏ rất là to ra để hái đựng cho nó đã. Chứ bây giờ mấy lần trước Mai rút kinh nghiệm á, Mai đem đồ không có đủ á, nó mệt lắm. Trời ơi là trời, sao mà nó cao dữ vậy ta. Đó, cả nhà. Cái cây của Mai thì nó càng ngày nó càng cao, mà giờ nó cao tới như vậy rồi. Không biết làm sao luôn. Đó. Cái vỏ và bá lửa bên này. Giờ hái cái cây bên ngoài sớm đi. Tại vì lâu lắm rồi cả nhà Mai không có ra Mai hái, nên là nó bị sơ sát như vậy đó. Thật ra thì trồng rau cũng phải thường xuyên thu hoạch nha. Nếu mà mình không thu hoạch đó là nó bị già đi á, nó không có còn ngon nữa. Mình nên thu hoạch. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, cái mỗi lần mình thu hoạch xong á, mình không có ăn á, xong mình cứ phải tìm người này người kia mình cho, nó cũng mệt lắm. Đã không cả nhà? Rất là đã. Trồng rau cũng là một cái niềm vui đó. Cái cây này bây giờ nó cao quá, cô chính chị nghĩ là mà có nên bỏ nó đi, có nên thu hoạch luôn rồi không? Có nên chặt nó ra không? Hay là nên để như vậy? Thấy cái cây của Mai bây giờ nó cao như vậy nè. Hết tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị nói Mai là trời ơi, Mai trồng rau giỏi. Tại vì cái này chắc Mai may mắn, chứ Mai cũng không có kinh nghiệm gì đâu cả nhà. Chai Đà nó muốn rau răm Việt Nam nên Mai nói mày muốn thì mình đi xuống dưới đây. Tại vì ngày mai là Mai đi New York rồi, ngày mai là tụi nó hẹn nhau gặp nhau. Nhưng mà Mai đi New York rồi nên thành ra là Mai không có gặp tụi nó được. Hôm nay là kiếm chuyện để gặp nhau thôi nha, kiếm chuyện thôi. Linh nó thì buổi trưa nó sẽ qua nó lấy rau, còn bà Chai Đà thì chút xíu nữa bà sẽ qua bà lấy. Để Mai đi qua phía bên kia để mày hái ha. Đây nè cả nhà, chưa giờ hết mà được một giỏ đây nè, thấy không, quá trời nhiều luôn. Bên kia cái đã. Đợi Mai nha, cô chú chị đợi Mai nha. Đây. Đây. Đã qua tới đây rồi, cả nhà nhìn thấy không? Trời ơi, chết rồi. Quá trời trời. Đây. Đây, xước da, làm xước da nó rồi.
không? Cả nhà coi nè, một cái vỏ bự vậy nè đó, thấy không? Đâu không là đâu, nhét cho nó xuống. Mai đã thu hoạch xong chỗ xà lách tím rồi, nhìn trong mấy thân cây còn lại cũng quá trời ha, nó dài mà nó to. Bây giờ thì Mai sẽ thu hoạch chỗ xà lách xanh này. Một cây nhìn thế thôi chứ nó chắc lắm nha cả nhà, một bữa ăn một cây này thì quá là thoải mái. Thế nên là cả nhà thấy Mai chỉ trồng 5-6 cây thôi mà ăn không kịp rồi đó. Bây giờ thì sẽ tới cái đống xà lách tím này ha, nhìn nó có vẻ cũng cằn cỗi, không biết là chắc là nó sắp tàn rồi hay sao cả nhà, nhìn nó rất là cằn. Mình hơi kệ nó đi, nếu mà nó không lên nữa thì Mai sẽ bỏ nó đi, nó sao đâu, trồng cái khác. Hoặc là cứ để nó đó, để đất trống đó, thì đất khu này thì Mai trồng cũng gần đầy hết rồi. Cái này nó hơi cằn cỗi chút ha, mà nó màu tím rỉa mà. Mai nghĩ là ngoài đây trời nó hơi nắng, nhưng bây giờ là nó hơi khó hái, nó hơi cứng. Cái cây xà lách này thì nó ưa trời mát, nó ưa chỗ mát hơn là chỗ nắng. Chỗ này thì nó hơi nắng. Vậy chứ mà mỗi cây này cũng hái được một nắm tay nha, cũng không ít đâu. Mẹ thấy ở Việt Nam có nhiều cô chú anh chị á, trồng rau sân thượng, có nhiều bạn trồng rau sân thượng rồi, nó cũng đã quá trời luôn. Công nhận họ giỏi thiệt, ở Việt Nam hồi xưa Mai không có trồng được vậy đâu. Trời ơi Mai thao thu hoạch riết mà cái ha, cái cây xà lách của Mai nó cao dữ vậy luôn, thấy không? Trời, cô chú anh chị biết tin gì không? Cái điện thoại của Mai nó nóng quá, lúc nãy Mai quay xong á, Mai quay trở lại nó, Mai nhìn thấy ô nó hết quay rồi, nó báo là cái iPhone, cái điện thoại nó quá nóng nên nó sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nào mà nó mát trở lại thì mới hoạt động nha. Wow, là mọi người biết bên Mai là trời cũng nóng như thế nào này ha, không phải là bên Mỹ này không nóng đâu, nóng lắm, những ngày mùa hè cũng nóng cực kỳ nóng cả nhà. Thì do nó nóng quá nên Mai cũng thu hoạch cho xong mấy cái bụi màu tím đó rồi, và đây là cái chỗ mà Mai thu hoạch xong này cả nhà. Đó, bây giờ mấy cái cây mà nó lên cao vậy đó, xà lách của Mai mà giờ nó vậy đó. Thôi có mấy bụi xà lách xanh trong này, Mai cũng xà lách quăng á, Mai cũng sẽ vô đây thu hoạch luôn. Quay tới quay lui mà điện thoại tắt từ lúc nào không hay nè cả nhà. Vì Mai đi sớm nên Mai phải tranh thủ ra hái luôn. Nắng quá trời nắng, mình sắp không chịu nổi nói gì đến cái máy. Thôi lại để cho nó nghỉ ngơi vậy. Trong lúc đó thì Mai đã hái được một túi đầy rồi nè cả nhà. Đây là sẽ nén chặt xuống đó. Quá trời luôn, hai bà ăn chỗ này thì cũng mệt nghỉ luôn nha. Chưa kể là còn rau khác nữa. Có cô chú anh chị nào ở gần hoặc có người quen ở gần Mai không? Qua đây Mai tặng rau nè. Rau sạch nhà trồng organic 100%. Ăn không ngon bao trả hàng nha. Mai phải đem theo mấy cái bịch này nữa, chứ nhắm mấy cái túi kia chắc không có tải nổi rồi. Đây,
ghét quá, bây giờ cầm trên tay luôn để biết khi nào mẹ tắt, khi nào mẹ còn. Mẹ còn cầm trên giá đỡ nha. Giá đỡ vô dụng, không biết được khi nào còn, khi nào tắt hết trơn á. Cái xà lách này nó cực kỳ giòn, hái thôi là mình đã thấy nó ngon rồi đó, không cần ăn nữa ha. Nó tự gãy hết mấy cái cây thì nó quá giòn á. Thường cái xà lách này nó cuộn thành từng bắp á, cô chính chị, rất là giòn. Mày đụng tới đâu mà nghe rạch rạch tới đó luôn á. Ôi trời ơi, chết rồi, mày hái cái nhị nó non quá. Thôi kệ nó đi. Bây giờ nó cuộn cong queo vậy mày cũng đâu biết đường nào mà thấy đường nữa. Nhiều cô chú anh chị nói mai là trồng vườn giống như Nhung Hà đi. Mai trồng có nhiêu đây ăn không hết nữa. Trồng thấy giống Nhung Hà chắc mai xỉu luôn. Rồi chắc lúc đó phải để rau ra ngã ba để đem tặng. Có thể ha, có thể là khi này khi mà bố mẹ mai qua thì mai sẽ mở rộng thêm khu vườn. Chứ còn bây giờ thì mai chưa có ý định đó đâu cả nhà ơi. Bây giờ là rau ăn còn không hết mà, mở rộng làm gì, trồng nhiều làm gì. Niềm vui thì như đây cũng đủ vui rồi ha. Trồng nhiều quá là hết vui đó, tại vì nó cực quá. Cực vừa đủ thì được. Mai là sắp đi chơi á cả nhà, nên thành ra là mai phải đi ra vườn thu hoạch hết cái chỗ này nè. Mọi người thấy không, khi mà có khu vườn thì nó cũng rất là vui, nhưng mà mùa hè thì nó sẽ bó chân mình lắm. Mình muốn đi chơi á, mình sẽ lo lắng không có ai tưới rau ở nhà cho mình. Trong khi đó cái khu vườn mình trồng bao nhiêu công sức thì mình cũng đâu có thể để cho nó chết được đâu. Đó, chồng mày cũng hút sao hết rồi đó. Ok. Ông nói mai là em đừng có ban cái đồng hồ của em nữa nha. Vì cái đồng hồ của mai mới đem đi sửa. Nó biết gại. Nếu mà mai chồng mà nó bự quá là cái công chăm nó cực lắm. Mai đang thu hoạch thì bà Chê Đà tới. Rất tuyên dương sự nhiệt tình này nha. Lại có thêm người phụ thu hoạch với Mai rồi. Mai để cho nó thích ăn cái gì thì thu hoạch cái đó. Vào bếp chứ. Come. See? A lot, see? No, it's okay. It's a lot, right? Yeah. What's that? It look, yeah. Tomato look like grapes, huh? Nó kêu cà chua gì mà giống trái nho dữ kìa. Chứ khi nào mày đi thì... Nè, the back here. Chê ra. Oh. Here, scissor. Go have it up. Nó đòi đi ra hái rau răm. Nó ừ, hái rau răm. Hoặc vướng nữa hả? Ok. Ai bây giờ tới bà Chay Đà nha. Mai là nãy là diễn viên chính trong kênh, giờ tới Tây Đà. Tới Chay Đà cắt. Ừ. Đó. Tới Chay Đà thu hoạch dưa hấu. À, rau muống. Hoặc buông. Ừ. Just cut here and after that they go up a lot. Ừ. Ừ. Nó nói không sao đâu, mình cắt vậy xong mốt nó sẽ mọc lên nữa. Nó ừ cắt đi. Không mọc là tao qua tao cắt nhà mày. If it's not come back, I will cut your garden. Come back. Nói rồi. Nó mà không mọc trở lại tao qua tao cắt nhà mày. Can you take care of my garden next month? Okay. On vacation. Okay. Uh-huh. Em nói là tuần tới tụi bay chăm sóc khu vườn của tao giùm được không? Tại tuần tới tao đi du lịch rồi. Ok. How to eat this one, Mia? With the... Yeah. The older dad, but not yet. It's too small. Let it bigger a little bit, you know? Yeah, my chili is bigger like this too. Ừ. Tao nói là... cái ớt của nó cũng bự vậy nè. Ớt của Mai nè cả nhà. Nó bự lắm, nhiều lắm. Ừ. Hay
cut this one. Don't let it like have the flower. This is not yummy. I don't care, cut it. It's not yummy. Đang cắt ngò đó. Nó cắt cái đó đi. Nó kêu không, cái đó nó không ngon đó. Tao không quan tâm, không ngon mày cũng phải cắt đi. This is yummy. Uh-huh. Okay. Yummy, cut it. Uh-huh. Nó kêu cái đó ngon, ngon thì cắt đi. Yeah. Mm. You see the cabbage, huh? That's yours, right? Different? Okay, Jada, cut the cucumber. Cut this one. Cut it. Cut it. Đó, cut that one too. Đó. This one too, down there. See? Ở dưới này cũng có nữa nè. Where? This one? Down this one or this one? Down here, see? Big one here. Yeah, that's one too. Okay. That one not yet. Maybe tomorrow. Yeah, that's one. Down there. See? Oh, it's still here, this one. Yeah. A lot. Inside the house have a lot too. So don't worry. This one like tomorrow you can cut this one. Sure, tomorrow. yeah, right? I think that's good for tomorrow. Yeah, tomorrow. Cái đó để ngày mai cả. Let's see. That's one. See. Too small. No, that's kind of small like that. Really? Yeah. Chow. Chow side. Yeah. And Vietnamese. Vietnamese. Yeah, bây giờ coi cắt tới đâu răm nè. Okay. Papel. Okay, cắt it. Papel. Papel. Đó là tiếng Thái là papel, có chính vậy. Nó khoái cái này lắm nên thành ra là chắc là nó sẽ cắt nhiều. Mày nghĩ là nó sẽ cắt nhiều lắm tại vì nó thích khoái. Con này nó khoái cái này. Buồn đã lại. Okay. I know you like it, right? Do you plant that one this year? No, I don't have that. You can cut some and plant it at home. You put in the glass of water and it, the root come out and you plant that. Mày nói đem về nhà mà để trong cái ly nước á là cái rễ nó mọc ra mình có thể mình trồng đó. More? Oh no. Okay. Hỏi mày cắt nữa không? Nó chưa không. Okay. Okay. See, we have a lot of veggie ha. Mai thì còn chưa có hái cái rau thơm này nữa đó cả nhà. Tại vì rau thơm này thì thôi để chiều hái tính sau. Đi. Okay, let's go inside. You want to go inside the house now? Huh? What do you want? Yeah. See the eggplant too, right? You see the eggplant? Yeah, I see it. But it's too big, so it the eggplant don't have the sun. So I have to do that for the eggplant have the sun. Khi mà cái cucumber nó bự quá, nó che cái ánh sáng mặt trời đó nên mày phải rào nó lại để cho cái cây cà tím nó có ánh sáng mặt trời. Yeah. Go inside. Mình đi vô thôi cả nhà ơi. Đây bây giờ thì Mai với Jada đã đi vô nhà rồi. Giờ mình tổng kết thành quả ngày hôm nay, mình thu hoạch được cái gì ngoài vườn của chú anh chị ha. Bắt đầu lôi ra. Nắng quá nên mình cũng mới thu hoạch được có chút thôi à cả nhà. Jada qua nó chỉ thu hoạch trên chút để ăn lẩu chứ sợ không ăn hết. Nhưng nhìn thành quả cũng đã ha cả nhà. Đó. Mai nói là đổ ra nhưng mà đổ ra từ từ tại vì mình có rất là nhiều loại xà lách khác nhau. See? And now the okay. Now the last kind. Too much, right? What? The last one now? Yeah, the last one. Yeah. Wow. Cô chính chị coi đó. Coi cái vàng rau của Mai đó. Chết rồi, Mai lấy gì nữa? Con có xịp. Mười đồng. 10 đồng. Đó, cả nhà thấy chưa? Dưa leo như vậy ăn làm sao mà hết. Rồi rau như vậy ăn làm sao mà hết. Rau như vậy ăn làm sao mà hết. Cả nhà thấy chưa? Cô chú anh chị thấy không? Wow, xí chạy đó. Take a picture. Đó, mày hỏi chị là giờ mày ăn làm sao cho hết. Chị là chỉ dòm thôi.
Back here. Yeah, yeah. Đó. Wait, take a picture, take a picture. No video. Jada, how much for these letters? $10, $10, $10, $10, any kind of $10 you guys can pick it up, but then no exchange. Nó kêu 10 đồng, loại nào cũng 10 đồng, nhưng mà không có được đổi, không có được trả, ok? Mời cả nhà ghé vô sạp rau của bà Mai và bà Jada ngày hôm nay. Sẽ liang. Mời cả nhà. Ok. Bây giờ Jada nó sẽ hốt cái gì mà nó thích, nó đem về nhà ha. Đó, nó muốn lấy nhiều nó lấy, đợi bà Linh qua, bà Linh muốn hốt nhiều hốt. What do you love it mean? $10. $10. See? Coi cái sạp rau của Mai thiệt sự là quá ngán. Quá ngán. Để bà Linh bả vô bả. Tomorrow and for you too. You can take some for you. Okay? Take it. Yeah. Mai nói cho nó với lại để ngày mai hai đứa đó ăn lẩu với nhau luôn á. Rồi. Còn bao nhiêu thì cứ ấy. And đó, cắt ngò, ngò nè, rau muống nè, phạt chi, phạt buông, phạt leo, phạt peo, phạt chi, phạt buông, phạt peo, cucumber. Sing a song, hả? Huh? Yeah, yeah, still have some. And here, phạt buông. Wait, something new, no? No, for paella salad, for tomorrow. You remember? I have papaya. Oh really? Okay. Đó. Đó, chay đà đó, nó lôi được một đống nó, của nó lấy rồi đó. Con này để chút Linh tới nó muốn lấy cái gì nó lấy ha. Chừa lại cho bà Linh đó. Đây cả nhà, đây một bịch cherry bự đó, để cho bà Linh mới đem về bà ăn. Đây cả nhà. Bà Linh bà không có qua đây được vì bà có con gì đó xong rồi. Nói chay đà là thôi vậy mày lấy cầm cái bịch đó đi, mày đem về nhà mày luôn đi, rồi ngày mai á tụi bay gặp nhau thì mày đưa cho anh Linh luôn. À, và chay đà bà lấy rau cho bà Linh, còn như rau thì mai sẽ đem mai tặng cho chị bạn ha. Dạ. Yeah. Good job. Chay đà sẽ lấy rau cho Linh. A few minutes later. Đây chỗ rau còn lại này mình sẽ đem để vô trong bịch luôn, để mình đem tặng bạn mình. Đi coi nha, bây giờ mà đi máy chị Đà đi ăn, dọn cái này để chút mày ra mày vườn mới cắt thêm cái rau thơm sau ha. Bây giờ mình đi ăn cái này, mình đem ra tủ lạnh này, mình để rau của bạn mình để chiều mình mang đi mình đưa cho bạn sau. Thôi bây giờ mày đi ăn với mày chị Đà, nhưng mà để mày đi ra vườn lấy cái nón, lấy cái điện thoại đã sáng, mày đi ra mày để quên điện thoại ngoài vườn rồi. Ôi là trời. Trời ơi, đi ra ngoài cắt rau mà để điện thoại ngoài này luôn. Không biết gì luôn. Bó tay với bà này luôn. Này. Đó. Trời ơi, nó nóng hổi luôn. Rồi, cái điện thoại của Mai nó lại bị. Ok, không sao. Đây, hôm nay được đi xe mới của chị Đà nha. Ui, hôm nay được đi Porsche của chị Đà. Wow, for God, we are so proud. Oh, no, sao? Anh nói tao quên đeo mặt kính luôn á. Ghê vậy, chạy xe áp lực dữ vậy sao? The GPS, that's why. Get up. So stressed like that, hả? Chạy xe áp lực dữ vậy sao? Ừ. Bà nói Mai là bạn có thể chơi game ở trên cái này nè. Ừ, ok, cảm ơn nha. Bật mặt sao lên đi. Thử xe của tao đi. Ok, cảm ơn luôn. Yeah. Mình qua bạn thì ăn đồ Thái, bạn qua mình thì cứ đồ Việt Nam mà chuyển nha. Lại là quán phở quen thuộc của Mai và Chi Đà. Nó ăn ở đây riết cũng quen, nó rất là thích luôn á. Đây, tiệm phở quen thuộc cả nhà, có gỏi cuốn đi ra. Ôi, it's a wrong thing I order. Ok, it's ok. Mình order gỏi cuốn với lại Next time tell him. Speak Thai. Ok, eat. Này, phở filet mignon này cả nhà. Hấp dẫn ha. Còn đây là bò kho. Can we have two like small bowl please? Yes. Yeah, thank you. Hôm nay mình order bò kho với lại phở filet mignon. Chị Đà, you can dip the bread into this one.
Eat it. Okay. Cảm ơn anh. Cho nó kêu nó quậy lại. Yeah. Nó okay. Nó làm xong nó không có quậy nữa. Yeah, yeah. Mix it, cheddar. Yeah. Okay. He will rub the coffee for you. Not too much coffee. Maybe don't put the coffee better. That we call matcha coffee. Đây xong rồi cả nhà ơi, mình đi về thôi, ăn uống no nê rồi ha. Hôm nay Mai không có đem gì về hết, tại vì tối nay Mai đi ăn với lại bạn của chồng Mai. Ngày mai thì Mai đi New York rồi, nên thôi. Tới nhà rồi, cả nhà ơi, tạm biệt China. Nó sẽ phải quay đầu lại đó. Now turn right. Turn, we're gonna turn right. Chị biết Natali. Natali, anh em. Natali. Natali, okay. Đặt tên những cái xe là Natali. Alright, see you. Bye 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 bye. Have fun for your vacation. Mai mà đi chơi á là bà Jada với bà Linh sẽ qua tưới rau giùm cho Mai ha. Tưới khu vườn giùm cho Mai. Rồi khi nào mà tụi nó đi chơi á thì mình sẽ phải qua mình tưới vườn giùm cho tụi nó. Thì mình thay phiên nhau vậy đó. Cả nhà ơi, đi chơi về rồi nên Mai sẽ ra vườn hái thêm một miếng bông thơm nữa. Chút có gì đem đi tặng bạn ha. Chứ mà ây da, mình tặng có salad với lại dưa leo không? Rồi bạn ăn làm sao? Không có rau thơm làm sao? Cũng ok. Mời mọi người. Hơi nắng nhưng mà thôi kệ nha. Là chúng Mai cả nhà. Tại vì chút xíu nữa là Mai với chồng Mai là phải đi ăn rồi nên mình phải tranh thủ, chứ bây giờ mình không hái đi chút xíu mình lấy gì mình đi tặng bạn mình. Rất là nhiều đây. Trước tiên thì Mai sẽ đi hái cái này đi. Cái tô cả nhà. Trời nó không lên, thấy không? Thấy không? Mình che cái màn hình nữa chứ, cái tay. Tặng cho mấy người ở Mỹ hoặc những bạn nước khác thì Mai tặng salad là dễ nhất. Còn với chị em Việt Nam mình thì rau thơm mới là chân ái. Mấy cái cây rau thơm nho nhỏ vậy chứ mà thiếu trong tô canh là thấy bớt ngon hay cả nhà. Rất là nhiều ha. Sẽ cắt. Cái này nó không có non, nó già lắm nên bứt không có ra. Cắt mới được. Rất là nhiều. Tía tô ở nhà Mai thì rất là nhiều ha. Cắt cái cạnh luôn. Không có thiếu. Rau thơm của Mai nó mọc tùm lum, không theo vùng, theo khu. Nên giờ Mai phải lách tay vào trong để cố gắng hái. Đó. Kinh giới nè. Rồi, chồng Mai ra hối rồi đó. Mà thôi để Mai bẻ. Lẹ bẻ. Bẻ miếng rau cho bạn. Rất là nhiều. Ây da, Mai làm gãy cái salad đây. Kinh giới nè. Mày nhiều lắm lắm. Đây, bây giờ thì Mai sẽ cắt chóp cá với lại cái này. A few minutes later. Trời ơi, một bịch rồi đây nè. Bây giờ Mai sẽ cắt cái húng lũi này tiếp ha. Là Mai đi vô luôn á. Chứ giờ Mai cũng trễ rồi, Mai vô rồi Mai thay đồ Mai đi.
Coi nè cả nhà ơi, một bịch bự rồi nè. Đó, mày cắt đại 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 đại, mày đi vô thôi. Chứ giờ trễ, mày phải đi thay đồ để chuẩn bị đi. Đây cái chị một đống bóng bịch này là chút rồi mang đi tặng bạn mai nè. Thôi bây giờ để đi lên thay đồ, chuẩn bị đi đi ăn tiệc. Ồ, đâu? Dạ, để khán xe đẹp. Đây, mày mang tất cả này ra tiệm nail để cho mọi người. Đây, mình mang đi tặng cho bạn nè, đóng luôn. Đây, mai tới là để mai đem rau vô đưa cho mọi người. Trời ơi, thiệt sự, quá trời trời. Đó, mày mang rau vô tiệm cho chị bạn mai, sẵn tiện xe cho mấy chị Việt Nam ở trong đó nhiều lắm cả nhà. Nên mày nói mấy chị đó là ai mà ăn rau thơm á thì nói mai nha, tại vì nhà mai nhiều lắm. Xong rồi cũng vui cô chú anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mai cũng kết thúc video của mai ngày hôm nay tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà, mai sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.